hai lưu ý nhỏ trước khi bắt đầu. Thứ nhất, từ trông anh ngược được tác giả Tonat cho vào bên trong ngoặc kép là vì muốn trích dẫn lời của anti-fan chứ không phải là lời của tác giả. Thứ hai, bài viết này có thể bao gồm một số từ ngữ không dễ nghe, đặc biệt là hướng đến những ai thường hùa và đùa nhà báo Trương Anh Ngọc. Nếu bạn là người thuộc nhóm này thì hãy cân nhắc thật kỹ trước khi xem và phản ứng với cả video. Ban đầu tôi có bảo là có hai lưu ý nhưng mà thật ra là có đến cái thứ ba đấy. Spyroom cảm thấy đây là một góc nhìn đáng được thảo luận ở trong cộng đồng. Thứ nhất là sau sự kiện mới đây tại trường Đại học Bách Khoa có liên quan tới nhà báo Trương Anh Ngọc. Do đó, Spyroom không nhất thiết là phải hoàn toàn đồng tình với quan điểm của tác giả, nhưng chúng mình sẽ bảo vệ đến chết quyền được nêu lên quan điểm của họ. Vì vậy, không để mất thời gian thêm nữa, chúng ta hãy cùng vào việc luôn nhé. Trước khi đi tiếp thì Spyroom có một thông tin rất quan trọng cần chia sẻ với các bạn. Đó là talk show Em Út của nhà nhện Spyroom mới đây đã có màn debut và sẽ là điểm dừng chân tiếp theo cho những khán giả đam mê podcast. Talk show sẽ tập trung hoàn toàn vào việc làm podcast thông qua 3 show chính là Society, podcast dùng góc nhìn khoa học để lý giải thế giới với khách mời là những thạc sĩ, tiến sĩ có tiếng trong từng mảng. The Creator, podcast đào sâu vào hành trình và bí quyết thành công ở mảnh đất làm sáng tạo. Và thứ ba là A Bittersweet Life, nơi chúng mình chia sẻ những câu chuyện đắng cay ngọt bùi của cuộc sống để giúp người nghe cảm thấy yêu đời hơn. Link dẫn đến talk show sẽ được chúng mình để ở dưới phần mô tả và bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì quay trở về với chủ đề chính ngay thế nào. Bê bối trông anh ngược ở Đại học Bách Khoa. Thứ Bảy ngày 27 tháng 5 năm 2023 vừa qua, nhà báo Trương Anh Ngọc đã đến Đại học Bách Khoa làm diễn giả ở một sự kiện. Buổi nói chuyện đến phần hỏi đáp thì có một nam sinh viên đứng dậy chào Trương Anh Ngọc bằng biệt danh là trông anh ngược. Cả hội trường thì cười rú lên và ngay lập tức một bạn nữ sinh viên phải ra giật mic của thanh niên kia. Buổi nói chuyện tiếp diễn bình thường cho đến cuối buổi, một nữ sinh của trường khác phải ra xin lỗi giúp nam sinh viên Bách Khoa ấy. Cần nói thêm, biệt danh Trương Anh Ngược không hề là cái lỗi nói nhịu nhất thời, mà toàn bộ sự việc này là một trò chơi khăm Trương Anh Ngọc đã được dàn xếp từ trước. Được biết là trước khi đỉnh điểm sự việc xảy ra thì rất nhiều sinh viên Bách Khoa đã mặc áo tin chuẩn Trương Anh để đến dự hội thảo, nhưng sau đó bị bắt thay. Bài nhạc của nhóm anti-fan Trương Anh Ngọc được gọi là cục ca từng cất lên ở sau hội thảo. Tất cả điều này cho thấy trò chơi khăm ấy được rất nhiều sinh viên Bách Khoa tổ chức. Nam sinh viên đang bị chỉ trích ấy chỉ là người làm lố nhất nên mới phải đứng mũi chịu sào mà thôi. Bài viết này ra đời nhân vụ bê bối ở trường Đại học Bách Khoa. Và như mọi bài viết khác, tôi mượn một sự kiện nhất thời để nói về những ý tưởng phổ quát và lâu bền hơn. Cụ thể ở đây là cái sự trỗi dậy của văn hóa anti-fandom và sự độc hại của thứ văn hóa này ở trong xã hội văn minh. Vụ việc chơi khăm này vốn đã là cái nhọt văn hóa rồi, nhưng sau làn sóng chỉ trích nổ ra, chúng ta thấy thêm một cái nhọt khác nhức nhối hơn, nằm ở cái cách mà các anti-fan Trương Anh Ngọc vừa chửi rủa đồng đội của họ, lại vừa hợp lý hóa cho tất cả các hành động anti của họ trên mạng. Nhìn chung, luận điệu của anti-fan Trương Anh Ngọc là giễu cợt Trương Anh Ngọc trên mạng thì được, ngoài đời thì không được, và trên mạng với ngoài đời là hai lĩnh vực riêng biệt không liên quan gì đến nhau. Chỉ đến khi những cái luận điểm này được buông ra, chúng ta mới thấy rất nhiều vấn đề ở trong cộng đồng anti-fan Trương Anh Ngọc. Thứ nhất, nhóm người này có tư tưởng tách biệt giữa chuyện trên mạng và chuyện ngoài đời như thể là hai không gian ấy là hai không gian riêng biệt mang hệ thống đạo đức khác nhau vậy. Cụ thể là họ tự cho mình cái quyền rằng trên mạng thì được làm những cái việc xấu xí đến cái mức ở ngoài đời thì không làm được. Họ cho rằng ở ngoài đời thì không được giễu cợt Trương Anh Ngọc trước hàng trăm người, nhưng mà trên mạng thì được. Chính xác ở đây là trên Facebook cá nhân của anh Trương Anh Ngọc. Dẫu là trên mạng cái lượt người tiếp cận chắc nó phải đến hàng vạn người. Thứ hai ấy, nhóm người này chọn Trương Anh Ngọc làm đối tượng để giễu cợt công khai trên mạng, nhưng vẫn luôn coi chuyện ấy là bình thường, là giải trí, là buồn cười, và không có dấu hiệu nhận thức được cái sự độc hại ở trong hành động của mình, để có chăng có thể trở thành người tử tế hơn ở trong tương lai. Thứ ba, điều này rất thú vị. Khi chuyện xấu của chính cộng đồng mình xảy ra, nhóm người này đã ngay lập tức rũ bỏ trách nhiệm và cũng tức khắc phủ nhận tư cách thành viên anti-fan của nam sinh viên Bách Khoa kia. Bất chấp rất nhiều cái sự khách quan cho thấy rằng nam sinh viên ấy chính là thành viên của nhóm anti-fan Trương Anh Ngọc mang tên Cục Phòng chống Thỏ Ngọc, bao gồm đầu tiên là liên tục sử dụng cái dấu hiệu của nhóm này, tin chuẩn chưa anh, bạn Chỉnh ơi, Trương Anh Ngược. Thứ hai là sử dụng cục ca. Và thứ ba là hợp tác với rất nhiều sinh viên khác để tạo nên cái trò chơi khăm có tổ chức này, chứ không phải là bột phát đơn lẻ. Ba vấn đề này cũng sẽ là chủ đề chính cho phần tiếp theo. Ở đó tôi sẽ phân tích chúng bằng góc nhìn phổ quát hơn, cũng như là cho thấy cái sự méo mó trong tâm lý của các anti-fan trong thời đại mà văn hóa anti-fandom trỗi dậy. Sự trỗi dậy của văn hóa anti-fandom.
Tuy bây giờ cả fandom và anti-fandom đều phổ biến ngang nhau, nhưng mà trong khi fandom là thứ văn hóa đã có từ rất lâu, thì anti-fandom là thứ vô cùng mới mẻ. Việc nhiều người cùng ghét một thứ gì đó cũng không phải là anti-fandom. Anti-fandom chỉ hình thành khi nhiều người có chung lòng thù ghét tụ tập lại để hành động phục vụ cho lòng thù ghét ấy. Hiện tượng này mãi đến những năm 2000 mới được ghi nhận, và một trong những bê bối sớm nhất của nó là vụ anti-fan đầu độc Junho của nhóm TVXQ vào năm 2006 ở Hàn Quốc. Đến nay chưa có nhiều nghiên cứu về anti-fandom để có thể đưa ra một nhận định cụ thể, nhưng tôi sẽ dẫn định nghĩa về fandom của học giả truyền thông Henry Jenkins và lấy đó làm cơ sở phát triển định nghĩa tạm chấp nhận được về anti-fandom ở bài viết này. Theo Jenkins, fandom là những người theo dõi tận tụy với một đối tượng truyền thông, những người tích cực tương tác với sản phẩm ấy để xây dựng ý nghĩa và cách diễn giải của riêng họ ngoài thông điệp ban đầu. Trong khi nhiều người tiêu dùng thông thường coi nguyên bản ấy là hàng dùng một lần, thì fan họ sẽ cosplay các nhân vật họ yêu thích, viết fanfiction, đăng lý thuyết của họ lên mạng và thậm chí là tạo ra các tiểu văn hóa mới dựa trên các sản phẩm nguyên bản. Như vậy thì anti-fandom có thể được hiểu về các đặc điểm sau. Đầu tiên, những người theo dõi tận tụy một đối tượng truyền thông. Thứ hai, trái với fan nuôi dưỡng tình yêu cho đối tượng, anti-fan nuôi dưỡng cái lòng thù ghét. Trong một số trường hợp, có thể là cái sự khinh thường, trái ngược với cả lòng ngưỡng mộ của fan. Thứ ba, anti-fan cũng tích cực tương tác với đối tượng và diễn giả theo ý mình, nhưng khác biệt là với thái độ ngược lại, tương tác để xúc phạm và diễn giải theo cái hướng chế nhạo đối phương. Có thể văn hóa anti-fan đại diện cho cái ý tưởng, cái ác thuần khiết, làm ác chỉ để tìm niềm vui. Bây giờ đã có lý thuyết, chúng ta đi đến giai đoạn phân tích. Vấn đề thứ nhất của nhóm anti-fan Trương Anh Ngọc là họ cho rằng chuyện trên mạng và chuyện ngoài đời là hai thứ riêng biệt và được quyền cư xử trái ngược nhau mà không căn dứt lương tâm. Sẽ rất khó hiểu nếu như mà chúng ta lý giải bằng cái sự kiện đời thường, bởi trước giờ chúng vẫn liên quan mật thiết. Kiếm tiền, công việc trên mạng đều có thể mang lại lợi ích ngoài đời. Xúc phạm sếp và khách hàng trên mạng đều có thể dẫn đến mất việc ở ngoài đời. Thậm chí là pháp luật đã có điều luật ngăn cấm và xử phạt những cái hành vi xấu ở trên mạng. Có lẽ tôi không cần đưa ra thêm dẫn chứng đâu nhở. Sự phi lý của nhóm anti-fan nói trên chỉ có thể giải thích bằng một cách hợp lý nhất bằng các lý thuyết xã hội học. Chẳng hạn, theo nhà lý thuyết văn hóa Stuart Hall, khi con người giao tiếp qua máy tính, họ có thể cảm thấy rằng đối phương ít có tính người hơn. Và thế giới 3 chiều của chúng ta khi thu vào thế giới 2 chiều ở trên màn hình máy tính, người ta có cảm giác như là con chó trong phim sủa được chứ không cắn được. Và đó chính là nguyên nhân để nhóm anti-fan Trương Anh Ngọc này xây dựng hai hệ thống đạo đức cho hai thế giới khác nhau. Trong thâm tâm, khi lên mạng, họ tự coi nhau là những con trong phim với mức độ nguy hiểm giảm mạnh, chỉ sủa được là cùng nên không lo bị Trương Anh Ngọc tổn thương. Còn ngoài đời, họ tự động nhìn mọi người với con mắt nhiều tính người hơn. Họ vừa ý thức được anh Trương Anh Ngọc và họ là con người nên cần tử tế với nhau hơn. Họ cũng vừa ý thức được ở ngoài đời thì con trong bản chất của họ rất nguy hiểm vì nó cắn được. Vấn đề thứ hai của nhóm anti-fan anh Trương Anh Ngọc là họ thiếu nhận thức để tự ý thức được cái điều tôi trình bày ở bên trên. Nên một khi đã lên mạng là họ lại tự động coi mình là những con chó trong phim với đạo đức hoàn toàn khác so với con người của ngoài đời. Điều này lý giải tại sao sau tất cả những cái giao giảng đạo đức dành cho sinh viên nam ở bách khoa kia, nhóm anti-fan anh Trương Anh Ngọc vẫn duy trì trò đùa ác trên mạng như trước. Nói rõ một chút về nguồn gốc của trò đùa này. Tất cả xuất hiện muộn nhất cũng phải là từ gần chục năm trước. Thời kỳ đầu nó bắt nguồn từ những mâu thuẫn của một số fandom bóng đá với cả anh Trương Anh Ngọc. Họ gắn mác cho anh ta biệt danh chị Thỏ Ngọc cùng với vô số trò chơi cầm khác như là chụp còm. Xuất thân từ cộng đồng bóng đá nên cũng dễ hiểu vì sao cái trào lưu này ngu ngốc, bầy đàn và độc hại đến thế. Bởi ba đặc điểm trên cũng chính là tính cách một phần của bộ phận không nhỏ fan bóng đá. Sau đó cái trò chụp còm lan rộng ra ngoài cộng đồng bóng đá với mức độ độc hại giảm đi. Chính vì thế mà nó được người ngoại đạo đón nhận. Tuy nhiên, những người ngoại đạo lại muốn tìm một lý do hợp lý cho cái hành động chơi khăm anh Trương Anh Ngọc, nên bắt đầu từ đây, tính cách xính nước Ý và thích khoe khoang của anh Trương Anh Ngọc được dùng làm lý do một cách khiên cưỡng. Sở dĩ là tôi nói khiên cưỡng bởi vì nó không giải thích thấu đáo được hành động chụp còm của anh ta. Những còm hay được chụp không liên quan gì đến hai tính xấu trên, và có thể chụp còm của bất kỳ ai cũng thay thế được. Nếu cứ sử dụng lý do của người ngoại đạo, thì Trương Anh Ngọc dường như là chỉ bị ngẫu nhiên chọn để bị troll. Ngay đến tính cách xính ngoại và thích khoe của anh ta cũng là thứ phổ biến ở người Việt chứ không có gì đặc trưng. Lưu ý, tôi không ngụ ý rằng tính xính ngoại và khoe khoang của anh Trương Anh Ngọc là tốt. Nếu ai thấy xấu thì hoàn toàn có thể tạo dư luận để phản đối. Tuy nhiên, hành động chụp com và chế tên của anh Trương Anh Ngọc hoàn toàn không có ý nghĩa gì trong việc phản đối hai tính cách trên,
nó đơn giản là một trò đùa vô tri và có phần độc ác. Phải trình bày chi tiết như vậy để thấy rằng trò đùa này vốn không có gốc độc hại, và khi lan rộng tuy đã bớt độc hại, nhưng nó trở nên ngẫu nhiên, nhảm nhí và nói chung là vô nghĩa. Nguyên nhân cho cái sự phổ biến của nó nằm ở cái sự vô tri của cư dân mạng, ở việc hồn nhiên đùa cợt về đời tư của người khác mà không cần biết là họ có đồng ý hay là không. Để rộng đường dư luận hơn, tôi có tìm được một số ảnh chụp còm cho thấy rằng Trương Anh Ngọc không thích trò đùa của Antifan, nhưng mặt khác, anh ấy cũng dùng một trong những trò đùa đó ở mức nhẹ nhàng để làm content cho chính mình. Những điều này được đưa ra để phục vụ các phân tích sâu hơn. Chẳng hạn như là Antifan có thể chia thành hai nhóm là độc hại, nhóm Antifan bóng đá ban đầu và nhẹ nhàng là những Antifan ngoại đạo về sau. Trong đó nhà báo Trương Anh Ngọc chỉ có thể chấp nhận nhóm sau, hoặc là Trương Anh Ngọc hài lòng với trò đùa đến từ bạn bè và bản thân, chứ không hài lòng với các Antifan xa lạ. Hoặc Trương Anh Ngọc tự giễu cợt bản thân bằng chính cái thứ vũ khí của Antifan như một cách giảm nhẹ sức công kích của chúng. Hoặc đơn giản là Trương Anh Ngọc tận dụng các câu đùa để kiếm traffic. Vấn đề thứ ba của nhóm Antifan Trương Anh Ngọc là họ xây dựng bản sắc cá nhân dựa trên cái sự đánh giá chủ quan của mỗi người. Điều này thường có kết cục là dẫn đến hỗn loạn khi nhóm nhỏ này phủ nhận các nhóm nhỏ khác, và rốt cuộc là một nhóm lớn bị tách ra thành nhiều nhóm nhỏ để duy trì thứ bản sắc mà các nhóm nhỏ cho là đúng. Nhưng điều này chỉ xảy ra khi nhóm ban đầu đủ lớn và mâu thuẫn đủ gay gắt, một điều hiếm gặp ở các nhóm anti-fan ô hợp và tự phát như vậy. Dựa trên tuyên bố của những người tự nhận là anti-fan chân chính, thì dường như bản sắc của cục phòng chống Thỏ Ngọc là những người coi Trương Anh Ngọc là trò hề trên mạng, nhưng mà không như thế khi ở ngoài đời. Đây là thứ bản sắc rất trái ngược với tâm lý tự nhiên của con người, do đó rất khó duy trì, và thậm chí là tôi nghi ngờ về cái sự tồn tại trong thực tế của bản sắc ấy. Việc giễu cợt Trương Anh Ngọc ở hội thảo của Bách Khoa được tổ chức bởi một nhóm đông chứ không hề là một cá nhân đơn lẻ. Trong khi đó, thực kiện về những người tự nhận là thành viên của cục đi offline mà tử tế với Trương Anh Ngọc thì chưa thấy. Và giả sử nếu có hiện tượng ấy thì hẳn là anh Trương Anh Ngọc cũng sẽ không cảm thấy khó chịu với cục nữa mới phải, vì lúc này cục đã trở thành fandom mất rồi. Tôi đồ rằng sự thật là nhóm anti-fan Trương Anh Ngọc đang bị loạn trí vì phải trải qua bất hòa nhận thức. Họ bắt đầu anti trên mạng để cho vui bằng cái sự vô tri, nhưng mà không ngờ được cái hậu quả nghiêm trọng ở ngoài đời. Vậy là khi chuyện xảy ra, họ biện minh cho cái nhóm của họ bằng một loạt các tuyên ngôn tự mâu thuẫn, trái với cả tâm lý con người, đi kèm với cả tính ngô nghê không thể che giấu. Có lẽ việc dễ thấy nhất đó là hành động anti của họ độc hại và là căn nguyên cho mọi bê bối, thì họ lại không đủ trí năng để thấy được. Sự méo mó nhân cách của văn hóa anti-fandom. Văn hóa fandom là một nét đẹp, nơi người ta tụ tập lại để cùng tôn vinh nhau. Một mối quan hệ đôi bên cùng thắng, cả người hâm mộ lẫn người được hâm mộ đều có lợi. Chính vì vậy mà mô hình cộng đồng này đã tồn tại từ rất lâu. Văn hóa anti-fandom đại diện cho ý tưởng về cái ác thuần khiết, làm ác chỉ để tìm niềm vui. Nó là khối ung nhọt của xã hội hiện đại, nó nổi lên như là tác dụng bị lỗi trong thời kỳ truyền thông phát triển. Ở xã hội cũ, khi ghét bỏ nhau, người ta thường tìm cách tránh gặp nhau, và do đó hiếm khi lòng thù ghét là lý do để gắn kết được mọi người. Nhưng ở thời kỳ bùng nổ truyền thông, mọi người hoàn toàn có thể gắn kết với nhau chỉ bằng cách đưa ra một ý tưởng, và thù ghét đơn giản là một trong nhiều ý tưởng ấy được đưa ra. Và rồi sau đó người ta sẽ dễ dàng tìm được nhau nhờ nút search và tụ tập với nhau nhờ nút join. Khác với bản sắc nhóm được gắn kết bằng tình yêu hoặc là bằng lòng ngưỡng mộ, nơi chính đối tượng cảm thấy dễ chịu khi gia nhập với cả fan, lòng thù ghét và sự khinh thường chỉ có thể gắn kết những kẻ thù, những hater lại với nhau. Trong khi đó, đối tượng chỉ cảm thấy phiền hoặc là sợ anti-fan mà không bao giờ dám gia nhập vào nhóm. Thứ mô hình độc hại đến từ bản chất, không chỉ bởi lòng thù ghét là thứ không nên nuôi dưỡng, mà còn là bởi, trơ trêu ở chỗ, nó tồn tại được vốn nhờ vào sự tồn tại của đối tượng. Giả sử đối tượng chết đi theo đúng ý muốn của anti-fan, thì lập tức cái anti-fandom ấy cũng chết theo. Ở cấp độ nhẹ hơn, khi anti-fandom chỉ khinh thường đối tượng và tìm cách để chơi khăm họ, như những gì một bộ phận sinh viên Bách Khoa đã làm, thì điều này cho thấy vấn đề khác, đó là lòng tự trọng của anti-fan rất thấp. Biết rằng luân lý xã hội này không ủng hộ cái sự thù ghét, mọi hành động thù ghét nổ ra sẽ ngay lập tức được dập tắt. Đây chính là điều xảy ra với cả nam sinh viên Bách Khoa. Cậu ta giật mic ngay lập tức để ngăn chặn hành động chơi khăm. Có nghĩa là mọi điều anti-fan cố gắng làm là gây tổn thương chút ít đến đối tượng, còn bản thân phải trả giá cao hơn nhiều. Điều này lý giải cho cái hành động đeo bám của anti-fan mà bất cứ ai nổi tiếng một chút ở trên mạng cũng đã từng phải gặp phải. Các anti-fan mất công đi theo dõi đối tượng nhiều ngày chỉ để chờ một cú đánh lén, sau đó bị block, rồi lại tạo lại tài khoản mới, đeo bám, đánh lén, bị block. Cứ như vậy vĩnh viễn, họ không tôn trọng người khác đã đánh, nhưng mà họ còn không tôn trọng cả bản thân họ. Nói tóm lại,
văn hóa anti-fan dường như là một tác động phụ đầy lỗi của thời đại truyền thông, nơi những kẻ bệnh hoạn tụ tập với nhau vì mục đích tàn phá đối tượng và chính nhóm của mình, như thể là một cuộc tự sát văn hóa điên rồ và mù quáng. Và đó là toàn bộ nội dung của bài viết đến từ tác giả Tonat được đăng tải trên website spiderroom.com. Nếu các bạn có quan điểm nào muốn chia sẻ với chúng mình thì các bạn có thể comment ở phía bên dưới hoặc là bấm vào phần link bài viết ở dưới phần mô tả để có thể trực tiếp trao đổi với cả tác giả Tonat. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!